Hãy subscribe.
nói là em so fast. Họ gọi em là player. Họ xếp hàng dài mấy mét. Gặp em đâu đó trong bờ. Không cần nhìn em cũng cuốn. Body nóng hổi như là pizza. Ai mà nhìn em không muốn. Anh đứt mấy câu đừng gọi là diva. Em nói hồi nhỏ thích uống trà sữa. Nhưng lấy xíu nữa em thích is old. Hồi đó xe viết em đi. Bao năm trưởng thành giờ chỉ biết đâu. Em thích con nhà phú hộ. iPhone mới nhất siêu xe Lambo. Em cũng thích có người hậu tống. Khi phố lên đèn để được lên đầu. Đánh thêm tí mascara. Nhìn em chán lệ như Moscow. Em mang nét đẹp chủ nghĩa. Vì có dòng máu gốc Việt lai Nga. Em khiến bao nhiêu người thích. Ôi anh nói thật chứ anh không điêu. Anh đây thì có ba bích để anh đi. Chứ vì em so real. 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 Cho hai em cậu đây không phải là đại gia. Nhưng ông già cậu tên là đại tá. Chạy con xe biển xấu ngoài giao. Xin mày cú nào thích cái lòng vào. Nhà mặt tiền đường hoa huyền thoại. Góc yêu quê là một nơi chuyển dậy. Và trong đây nghe cậu kể chuyện. Vài ba ly và bà câu chuyện hầy. Một em biết tự mình đây. Muốn lập công thì bước vào đây. Tôi tên xin sau cứ ngày hào. Những chuỗi ngày ngồi đấy sau khay. Ở chung em như một đó hoa bất tử. Không ai lấy cứ để đấy cậu kết giận. Vào buổi sáng em là học sinh kiên cận. Nhưng đến tối khi lên ba là em càng lên. This AVIM đâu chưa say. Thôi tay đâu em ơi đưa đây. Bớt anh đêm nay. Em bay trên vai hai lá thua ai ta vui đêm nay. Quên mai bên anh sau xa ta quên lúc mai sau. Vì em so real. 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 Để tông đường mà đi tham quan là khu ăn chơi ở vùng biên giới. Là nơi ăn chơi xa đọa. Đốt tiền của các ăn chơi mà có con phố nhỏ đèn màu. Ông quan vẫn thường lui tới mà các thiếu gia lắm của nhiều tiền mà hay cũng cả ở khắp mọi nơi. Muốn ý kiến mà ở đây đây thì bỏ tiền lên mặt trước đi. Mà chơi xong thẳng đi bằng tiền cười mà ganh một đùa như một cuộc thi. Ông chủ cái phố đèn màu mà tao thường nhắc là zombie. Mình nhớ tăng tốn trước khi đã dậy mày nếu không muốn trở thành quân đông. Nếu đã bước đến nơi đây chỉ quan tâm là đến tiền lương. Mà các thiếu gia khi đến mua vui khi trên tay cầm nhiều cân lượng. Đi con xe bản số bạc triệu nhưng cậu ấm ở vùng biên cương. Không ăn to và nói lớn khi bố nó đang giữ chức tướng. Từng lúc lót cũng phải cân ký mà để thằng con đốt cả chục tỷ. Mà toàn phần lớn phải ra chi tử mà mua chung thiền để mở bạc ti. Ăn chơi cùng với chú dài mà giữ sĩ diện chơi đồ xa xỉ. Mà nhìn bề ngoài ra vẻ nghi tư mà chủ đường dây buôn bán mang thuy lượng. Hết cái phố đang màu mà ta ghé thăm sông bạc bên cắp. Là nơi dân chơi đổi tiền sau những phi vụ phạm pháp. Sông bạc lớn đã mỗi một ngày trên gần người đã bốc ra vô. Nhưng phía bên trong đã có thi chù nắm hết cái phần tỷ số. Cái bàn nằm ở đây đây trong trời vô thể lắc cơ. Hy vọng gửi lại phần vốn mà thì chuyện đó chỉ trong giấc mơ. Có giấc mộng mới đi làm giàu thì mày đã quá ngây thơ. Do cái tánh mày quá tham lam nên chỉ trở thành con này. Hey.
nơi đây mà có khuôn mặt mà thật cúng hậu. Ngồi uống trà và bàn nhau chăm lo cho việc xuất khẩu, nhưng sự thật là ngồi bên kia các chi nhánh để buôn đồ lậu. Muốn bố ráp mà phá đường dây mày thì chuyện đó để còn rất đâu. Để danh tiền mà là doanh nghiệp làm thuốc tẩy lên nền kinh tế, mà là doanh nghiệp mà rất gương mẫu mà tạo điều kiện cho người làm thuê, làm công tác mà đứng từ thiện, mà dẫn chuyến hàng mà rất chi tệ, sắp xếp hết mà theo thứ tự, hàng được chuyển như vậy như thế. Để giàu bị tôm hay khi đá nó giàu bột ngọt, cứ ung dung ta tải hàng đi chứ cần gì cái việc đúc lót. Vài chục chiếc xe từ thiện qua mặt quan này đều chót lọt, mà ta cho quà rồi ta nhận tiền mà chưa bao giờ gây hàng thích thót. Có tài khoản ở nước ngoài vốn và có nhiều ngân lượng, ganh đúng khủng mà nhân cuộc sống rất giản dị đây không buồn được. Quán xin hết mà trong lẫn ngoài cuộc sống như một âm tư, cách đấu nhân và sự thế khéo léo hơn trong nguyên chương. Có em uống mà đi tu phí, mà tại quán lớn cho đến quán nhỏ cách ăn kia mà theo phần trăm mày phải chung chi để khỏi nhăn nhó. Đến cuối tháng mày thì phải đóng đúng phân sự, mày khỏi cò mò mà đừng có ngu mà đứng kể lại khỏi đồng phí thì mày làm to. Chính mắt tao mà đã chứng kiến mà đến bóng nhà đi đốt khách sạn, mất ông chủ cái quán mát xa mà rơi xuống đường từ lan can, đứng đánh sập chỉ một quán bar chỉ một đêm cho tới sáng. Mày muốn chống mày với bốn gà hình con tay mày tối như ta. Trong mà già phả cậu cả là đại mà thiếu gia mà cậu cả gia đình mà khá giả, cậu cả có nhiều ngân phiếu ha, cậu cả là cậu cầu con khẩn, cậu cả cái chơi đi cầu khẩn, cậu cả lớn lên cậu cần đâu, cậu cả sinh ra là thắng lớn lên trong sự giàu sang, giàu ngang ở trên vạch mức để cái kho cứ ăn mặc thức, chứ cần gì thức đo chuyện mực sách nè, khoác tài sánh vai chủ cả mà không sợ ngã vì cậu có đô la vẽ xanh vào trong cô ca mà ngồi sofa hô la cần tiền alo sao mà già cái cho mà dùng sắp. Dù có khắp cậu cả cái chung chi có tiền ra đi cậu mà tỷ thí trả phí cùng mấy em đi chung, cậu cả không tính chi phí cậu với nhiều lời nói thị phi nè, cậu quen với cách chung chi tính phí bao xa nói tùy uy nè. Money, City, Barbie, Paris, Fendi, LV, Burberry, Gucci, người gái ở trong villa mà bỏ đô la ở trong ba lưng, cậu thích cái hàng xa xỉ đi phun tiền tỷ để lái Bugatti.
đừng bước vì đôi chân mày còn quá non. Mà muốn ra khơi phải chấp sóng lớn, mà không đủ đẳng thì làm cá con. Đừng nói chạy trước khi biết đi, nó quá khó tạo nên bằng thắng. Với những hành vi khi tiểu suy nghĩ phải chung bằng năm bằng tháng. Cái án của cuộc đời mày là phải mời làm giàu cho người khác. Mà lời của đồng tiền này nó khiến cái thiện trở thành cái ác. Đừng nhìn cuộc đời một màu u tối, hay nghĩ là nó màu hồng. Đừng sửa sai bằng lời sám hối, cái thứ nhận lại là viên kẹo đồng. Thiện ác do tâm mà ra, đừng đặt quá nhiều quy tắc. Cuộc đời là những chuyến đi xa, mà đừng để nằm trong song sắt. Phải quyết đoán cho cuộc đời mày, đừng để mọi chuyện nó quá mông lung. Đời không cho thời gian quá nhiều để mày nhận ra đâu là sai đúng. Hảo hán làm gì đó chính là khi mà thắng không kêu mà thua không oán. Đừng mang những lời thị phi vì lòng người thường hay đa đoán. Nó luôn tìm cách để chia mày xuống khi thấy mày có chút tỉnh thành công. Mày đừng có làm theo ý nó muốn, vì hạn chữ ngân bằng lòng nghe chán hay không. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
làm ngày đã bay xa nơi bầu trời. Khi cơn mộng mùa về vẫn cứ nhớ mong hao gầy, cầm tay em đi muôn nơi, nắm em suốt đêm không rời. Kiếp này xem như chúng ta đã có nhau như thật rồi. Bài khóc đứng giữa dòng đời, biết ta không quên được người. Trong cơn mộng ngày nào anh với em vẫn không xa rời. Trời cao cho em cực lấy đi trái tim của anh, nhưng không cho phép anh có.
môi cười tươi nhưng sao mình sầu buồn. Vòng tay ôm em thật gần nhưng quá xa. Trái ngang thì anh trốn trong.
thời niên thiếu sau bao lâu bắt đầu vì bao suy tư. Trời cao chẳng khuyên ta ngóng trông hao mòn, mình ta mang tình si biến ma điều với hận cùng đàn xen nhau. Hồi ức xưa đến khi nào ngưng lại đây, thời niên thiếu sau bao lâu vì bao suy tư, chờ tiếp bao xuân thu tháng năm quay lại. Bàn tay ai cầm chặt tay ta, đôi mắt nào vừa ở tim ta. Tận đêm khuya đã trôi lâu ôm nhau. Hàn huyền bốn bể giang hồ, rượu ba chung đậm say thương trăng trước gió. Mong cánh vẫn chưa dứt, nỗi đau chưa biến tan. Một nghìn điều âu sầu trong tiếng kỳ vàng. Giang ngày thấp thoáng, ông nhăn đứng đó mong chờ. Bàn tay thon thả yêu kiều ta nhớ mãi. Trời treo người qua cánh hoa rơi làn nước trôi. Đã yêu thằng trong cơn đau khổ ta chuông đời. Đời nghiên thiếu sau bao lâu vì bao suy tư, trời cao chẳng khuyết ta ngóng trông hao mòn. Mình ta mang tình si biến ma, điều vẫn hận cùng đan xen nhau. Hồi ức xưa đến khi nào ngưng lại đây. Đời điên điều sau bao lâu bắt tay đầu vì bao suy tư, chờ tiếp bao xuân thu tháng năm quay lại. Bàn tay ai cầm chặt tay ta, đôi mắt nào vừa ở tim ta. Tận đêm khuya đã trôi lâu ôm nhớ từng thứ. We'll be right back.
Biết.
Quên hết đi một tình yêu ta